Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị tổng kết tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá, qua hơn 13 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, hàng trăm lượt học sinh bỏ học được giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện đi học trở lại, tạo việc làm ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo và từng bước phát triển hàng ngàn lượt thiếu niên hư vi phạm pháp luật được quản lý cảm hóa giáo dục ngày càng tiến bộ gắn với hỗ trợ đào tạo nghề tạo việc làm với thu nhập ổn định những kết quả trên đã góp phần thiết thực đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng thành phố đà nẵng an bình thân thiện văn minh bên cạnh những kết quả đạt được theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung chinh tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên có xu hướng diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Chính vì vậy, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp của lực lượng công an với các nhà trường, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân trong công tác quản lý phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm tại cơ sở, ra soát củng cố kiện toàn phát huy vai trò các lực lượng nồng cốt tại địa bàn dân cư cũng như lực lượng 8394 tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả đã được sau hơn 13 năm thực hiện chỉ thị số 24. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn có mặt chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn của thành phố hiện nay. Vì vậy, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành để tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên. Tinh thần chung là nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và phát huy cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong chỉ thị nêu rõ là vai trò nồng cốt là của công an các cấp à, của công an các cấp trong mấy cái nhiệm vụ này là quản lý cảm hóa giáo dục răng đe phòng ngừa ngăn chặn xử lý à, mấy cái cấp độ khác nhau đó thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài lấy chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở là chính kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa phòng ngừa chủ động với tích cực giáo dục phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm kịp thời các đối tượng vi phạm tập trung đồng bộ các cái chính sách an sinh xã hội phải giảm nghèo bền vững phải không để học sinh bỏ học những cái chỉ tiêu này là phải tiếp tục duy trì và nhân rộng những cái mô hình hay và vận động những cái nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho các cái chương trình này dịp này thành ủy đà nẵng đã tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2023,